Trời ơi, nó đi coi lô tô nó có tâm cho nó in hình nó đem lên đâu ông nội ơi. Em cái này mẹ bà lộ lộ chứ bà lộ lộ đó nè. Trời ơi, má ta đó, cái mặt già quá nè. Mới mốt mình cướp hình trên mạng mình coi lại cái nguồn nha bà nội. Trời ơi trời, quà tặng của con đó má. Câu cậu nghiệp anh Trường Giang mày xúc ảnh nãy giờ kìa. Rồi, kính thưa quý vị, bà bình lợi tiếp theo mà lấy mấy chú có 10.000 đồng quý vị ủng hộ liên tan cho tất cả quý vị, chị em, quý vị nghe không? Quý vị ơi, trời ơi, lẹo lử rồi. Dạ, em phục vụ là đoàn đầu tư Sài Gòn Tân Thời đã phục vụ tôi Tết từ ngày 28 Tết cho đến 13 Tết là những xuất diễn liên tục quý vị. Đến hôm nay thì nói thiệt quý vị là em hát hết nổi luôn rồi. Và tất cả các chị em cũng bơ phờ hết rồi. Ngày mai là 13 là show cuối cùng. Là ngày 14 tụi em chính thức được nghỉ Tết. Cho nên rất mong bà con mình sẽ ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên tưởng là được nghỉ nhưng mà chưa quý vị nha. Vào ngày 22 Tây, nếu quý vị nào có nhã ý, quý vị đang xem chương trình Lotto Show trên truyền hình Vĩnh Long vào thứ hai 21 giờ đó quý vị có sự tham gia của đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời, thì ngày 22 tới đây tại phim trường truyền thông Khang số 5 Phạm Ngũ Lão, tụi em sẽ quay tập tiếp theo và rất mong quý vị sẽ đến ủng hộ cho đoàn quý vị nhé. Và hy vọng là đoàn sẽ đọc vào vòng trong nữa quý vị nha. Hãy đến ủng hộ cho đoàn thật nhiệt tình và hoàn toàn miễn phí vé. Và tới đó tụi em cũng sẽ phát vé lô tô cho tất cả quý vị xem và chơi, nhưng mà miễn phí, nhưng mà tặng quà thiệt quý vị nha. Và được lên hình nữa, cho nên bà con cô bác mình hãy đến ủng hộ cho đoàn và cổ vũ cho đoàn thật nhiệt tình trong những phần thi quý vị nha. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Ngày 22 tháng 1, tháng 2 vào khung giờ thì em sẽ báo trên fanpage cho quý vị đến và không chờ đợi lâu. Về phần mà quay hình đó thì chúng ta sẽ ăn mặc thật là dễ thương để mình lên hình được đẹp quý vị nha. Và rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình tại phim trường truyền thông Khang số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp quý vị nha. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Rồi, sao làm sao? Giò chưa? Chưa có giò nữa hả? Rồi từ từ giò ha. Rồi quý vị khán giả ơi, ai đâu có đến trên tay rồi, mấy người sáng bắt đầu giò số quý vị nha. Đầu tiên xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu. Dịp cuối tuần có rất là nhiều sự lựa chọn nhưng vẫn chọn đầu tư Sài Gòn Tân Thời là điểm giải trí của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Lời cảm ơn thứ hai đến với tất cả các anh chị em phóng viên báo chí, các cơ quan báo đài đã đồng hành và cổ vũ tinh thần cho đoàn rất là nhiệt tình trong suốt thời gian vừa qua, trong Tết, sau Tết và những dự án sắp tới nữa. Điều này là làm lộ cho tất cả các chị em rất là biết ơn và rất là cảm động vì những tình cảm của quý vị. Mỗi khi có một bài báo ra tụi em rất là xúc động. Và xin cảm ơn một lần nữa đến nhà tài trợ BHGLOG, Yến Sào, Vietcondex Đông Trùng Thảo, Mỹ Phẩm Hương Thị, Thẩm Mỹ Đại Hàng đã đồng hành và cổ vũ cùng đoàn trong suốt thời gian qua, đặc biệt là show Tết không quý vị. Và cảm ơn đến hai đơn vị là sân khấu Rubik và sân khấu Chen, thành phố Cần Thơ. Tụi em không có đi diễn sân khấu nào khác ngoài hai sân khấu này hết cả quý vị. Và chúng em phải được giấy phép của sở thì mình mới làm được những show như thế này. Nên rất mong quý vị sẽ cổ vũ nhiệt tình trong suốt thời gian sắp tới của quý vị nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hướng mắt về sáng bắt đầu giờ số. Con 17 tên gì đây?
muốn gì ra muốn gì ra muốn gì ra cùng nhau. 52 là cái chủ nhân may mắn nha. Ai đoạt giải chúng ta còn chưa quyết định sân khấu và giữ lại vé dòng đội này và tiếp tục ủng hộ cho dòng đội mới. Chết tiền vẫn là 10.000 đồng à. Và chủ nhân đầu tiên là vé màu hồng kia là 268-52 chúng ta vừa điểm ra. Có 1, 44, có 2, 34, có 3, 29, có 4. Chủ nhân thứ nhất và chủ nhân thứ hai. Và kia là 129 nha. 52, có 1, 18, có 2, 29, có 3, 39, có đủ. Chủ nhân thứ 3 kia là 126, 52, có 1, 39, có 2, 29, có 3, 18, có đủ. Hợp lệ, chủ nhân thứ tiếp tục 310 hợp lệ.
29 có 1, 34, 44, 52 có đủ. Chủ nhân tiếp tục 39 có 1, 29, 52, 18 có đủ. Và bây giờ còn một chủ nhân nữa. 392